Dạ, câu hỏi thứ hai á, là đồng đạo hỏi ông Năm là tiếng sấm thứ nhất, thất nhất, đê mê bất tỉnh và những người không tỉnh sẽ như thế nào? Tiếng sấm thứ nhất, thất nhật chứ không phải thất nhất, Dạ, thất thất nhật. nhật và đê mê bất tỉnh là nó 7 ngày tối tăm trời đất, thì đối với những người không ngộ được cái tánh biết, cho nên phải ảnh hưởng theo cái xác thân này, rồi phải chịu trong cái bóng tối mà bị đau khổ, bị chết chóc, bị thảm sầu. Nhất là những người không có phước thì không ai cứu giúp, còn những người có phước đức thì cũng được Phật tiên gia hộ. Những người sống được cái tánh giác thì có cái ánh sáng của cái tánh biết, nó không bị ở trong bóng tối. Nên đối với những người tỏ ngộ Phật tánh thì thất nhật là dạ đê mê bất tỉnh không sao hết, và những người có phước duyên đầy đủ cũng được Phật gia trì. Còn những người thiếu phước đức và không nhận được tự tánh, thiếu sự tu hành thì phải theo cái việc tâm tối, rồi ma quỷ nó nhiễu hại, rồi thú hùm nó ăn thịt, rồi phải chịu tiêu diệt theo cái cơ của tạo hóa chứ không tránh khỏi được. Để ý là như vậy. Còn câu hỏi tiếp theo là sau này lập hội già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, không còn nhớ người thân nữa, gia đình người thân có nhận ra nhau được hay không? Với câu giảng chừng lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, thì không phải như vậy. Những người mà được già quá trẻ và đổi xác thay hồn thì cõi cõi tiên nó đều có ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông đó. Túc mạng thông tức là người đó biết trước được nhiều kiếp của mình, biết trước được nhiều kiếp của người khác. Vì vậy mà thân nhân quyến thuộc hay là dòng họ cửu quyền thất tổ gì họ nhìn được hết, chứ nó không phải là không biết như lý tưởng của người phàm. Đấy là như vậy. Còn câu tiếp theo là những người lập gia đình sinh con cái là thuận với cõi ta bà hay là đang tạo nghiệp? Vậy những người con trong gia đình mà không lập gia đình thì không có người nối dõi tổ tiên thì có lỗi hay không? Đứng về phương diện nhân đạo, một con người thông thường thì lập gia đình nối dõi để truyền bá cái sự nghiệp của tổ tiên, đó là đứng về phương diện thế gian. Nếu không lập gia đình thì không có con nối dõi và không có duy trì được loài người. Nhưng mà thật sự đứng về phương diện đạo cao siêu thì đó là cái nhân luân hồi sinh tử và cái nhân khổ đau ở trên cõi đời này. Cái người tu giải thoát là họ vượt ra cái nhân luân hồi sinh tử, họ vượt ra cái khổ đau ở trên cõi đời này rồi, thì những cái chiêm bao, những cái giả dối thì cũng không nên tạo thêm nữa làm gì. Cũng như đã ngủ mê bây giờ giật mình rồi thì không còn muốn ngủ mê đời nữa. Cũng như người trí thức độc thân quyết tu giải thoát, giống như người đã giật mình được giấc mê, cho nên họ không còn muốn ngô mê trở lại. Còn người tạo gia đình thì nối nhau mê, kiếp này mê rồi tạo gia đình, kiếp khác mê tạo nữa, cứ như vậy mà luân luân chuyển chuyển hoài không thoát ra được. Thế ý nó là như vậy. Dạ, câu kế tiếp là những đạo khác, ví dụ như đạo Chúa không niệm Phật thì sao về Long Hoa được? Chỉ cho phương pháp tu hành phù hợp nhất. Thật sự thì về Long Hoa thì không nói niệm Phật hay không niệm Phật. Cái hội Long Hoa có hai điều quan trọng. Một là con người phải trọn lành, không làm 10 điều ác đó, kêu bằng toàn thiện mới được dự hội Long Hoa. Hai là cái người chân chánh, không có cái tâm tà dại, không có lòng gian xảo thì được sống còn dự hội Long Hoa. Không nói đạo Chúa hay là đạo nào, cũng không nói niệm Phật hay không niệm Phật, cũng không nói xuất gia hay ở chùa, cũng không nói độc thân hay là có gia đình, mà chỉ nói thiện với ác, chánh với tà thôi. Người làm được như vậy là sống còn dự hội Long Hoa. Còn những hạng kiến tánh ngộ đạo thì thành tiên thành Phật là một chuyện khác hơn nữa. Vậy đó. Dạ, còn câu